hàng trăm khách hàng đã vội vàng ký hợp đồng góp vốn mua chung cư 83 Ngọc Hồi, trong khi dự án chưa hề làm xong các thủ tục pháp lý để được cấp phép xây dựng. 7 năm qua, nhà không thấy đâu và tiền cũng chẳng thể đòi lại được. Con tôi đã 7 tuổi rồi, 8 tuổi rồi từ ngày mua mà chưa lấy vợ. Bây giờ đã 7, 8 tuổi rồi mà vẫn chưa có nhà, vẫn đang đi thuê. Có lẽ là 1, 2 năm ta chấp nhận được, 5 năm là quá lâu, 7 năm là không thể chấp nhận được. Còn tại Vĩnh Phúc, 6 năm trước nhiều người đã nườm nượp tới ký hợp đồng góp vốn vào dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp được quảng cáo là 4 sao Casablanca với giá trung bình 1 tỷ đồng một lô. Từ đó đến nay, cả khu đồi vẫn chỉ toàn cây cỏ. Bất ngờ hơn, các cơ quan chức năng khẳng định không hề có dự án nào được phê duyệt tại đây. Chủ đầu tư là từ chối không hẹn gặp và không cho tôi gặp và chúng tôi phải rình rập rất nhiều lần. Và chủ đầu tư đấy là đều trốn tránh chúng tôi. Chắc chắn là hai câu chuyện mà chúng tôi vừa nhắc lại trên đây đã khiến cho những quý vị nào quan tâm tới thị trường bất động sản nhớ tới giai đoạn mà nhà nhà người người đổ xô đi góp vốn hoặc là đặt cọc mua nhà đất, bất chấp việc dự án đó đã đầy đủ tính pháp lý hay là chưa. Để hạn chế những rủi ro thì từ năm 2015, luật kinh doanh bất động sản đã quy định là dự án bất động sản chỉ được phép bán và thu tiền của người mua nhà khi đã thực hiện xong đầy đủ các thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng. Hai điều kiện quan trọng nhất là dự án phải làm xong móng và có văn bản đồng ý được phép mở bán của Sở Xây dựng địa phương. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây thì trên thị trường bất động sản lại xuất hiện một loại hợp đồng mới và được gọi là hợp đồng ký quỹ. Bản chất của nó thì tương tự như là hợp đồng góp vốn, đó là thu tiền của người mua nhà khi mà dự án chưa xong những cái thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thu tiền trực tiếp của khách hàng, người mua, chủ đầu tư, ngân hàng sẽ ký một thỏa thuận ký quỹ. Tiền sẽ nằm trong tài khoản phong tỏa ngân hàng, chỉ đến khi dự án làm xong các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện bán thì số tiền này mới được chuyển cho chủ đầu tư, coi như là một phần tiền mà khách hàng đã nộp để mua căn hộ. Bao giờ để hấp dẫn nhà đầu tư thì họ cũng xác định cái giá bán ban đầu là thấp hơn giá, sau này họ sẽ mở bán chính thức. Mình kỳ vọng vào là nó sẽ cái giá mình mua này sẽ thấp hơn giá, sau này chủ đầu tư sẽ bán. Toàn bộ số tiền ký quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản do ngân hàng quản lý trong suốt thời gian ký quỹ. Và điều quan trọng là chủ đầu tư không được sử dụng bất kỳ một khoản tiền nào trong cái số tiền ký quỹ này. Cái việc vay mượn thì cũng có thể là thỏa thuận, mà đâu đó không có ngân hàng đứng ra mà chỉ là khách hàng thôi, có thể không hiểu biết hết. Nhưng mà hợp đồng ký quỹ mà ký quỹ bảo đảm thì tôi nghĩ là cái tính mà an toàn nó sẽ cao hơn. Nó tăng cái độ tin cậy, tăng cái niềm tin giữa chủ đầu tư và người đi mua nhà, cũng là tăng cái tính cam kết của hai bên. Rõ ràng là các bên liên quan đều có những cái lợi ích nhất định từ hợp đồng ký quỹ. Người mua nhà thì được lựa chọn căn hộ ưng ý với giá thành rẻ hơn so với khi chủ đầu tư bán chính thức sau này. Ngân hàng thì thu hút được dòng tiền, thu được tiền phí ký quỹ. Còn chủ đầu tư xem ra là có lợi nhất khi mà vừa chắc chắn được lượng khách sẽ mua căn hộ mà vừa có thể dựa vào tài khoản ký quỹ để mà thuận lợi hơn trong việc vay vốn ngân hàng. Nhưng như chúng tôi đã đề cập đến ở phần trên, xét về luật kinh doanh bất động sản thì căn hộ chung cư, chủ thể mà ba bên trong hợp đồng ký quỹ đang tham gia nếu mà vẫn chưa đủ điều kiện pháp lý thì không được phép để mà thu tiền của người dân. Vậy thì hợp đồng ký quỹ liệu có trái với luật hay là không? Anh Chiến đã ký hợp đồng ký quỹ để đặt tiền mua căn hộ chung cư. Anh nắm rõ dạng hợp đồng này chưa hề có trong các quy định về bất động sản. Điều khiến anh ký hợp đồng là bởi niềm tin vào ngân hàng. Thật ra cái hình thức này các chủ đầu tư áp dụng ấy cũng là một hình thức vận dụng linh hoạt luật, nó không trái luật. Thế tuy nhiên không có cơ quan chức năng nào giám sát đấy. Còn phía ngân hàng khẳng định hoạt động này không sai luật. Bản chất ký quỹ là phương án người mua và người bán sử dụng ngân hàng như một tổ chức trung gian để quản lý cái số tiền ký quỹ và giám sát thực hiện các thỏa thuận đã được nêu trước đó của các bên. Đây là một nghiệp vụ thông thường của ngân hàng. Theo cái luật dân sự 2005 thì hoàn toàn là không có gì là sai. Tuy nhiên nếu mà theo cái nghị định 71 thì cũng có những cái mà có thể họ lách luật. Các chuyên gia bất động sản cho rằng việc ký quỹ mua nhà với vai trò trung gian của ngân hàng là cách làm phổ biến trên thế giới. Nếu dự án không triển khai được tiếp, người dân sẽ được hoàn trả tiền. Tuy nhiên, bất cứ giao dịch tài chính nào cũng có thể có khe hở. Nếu việc thẩm định không được chính xác. Thứ hai là nếu ngân hàng lại có sự liên quan đến
doanh nghiệp, không minh bạch giữa tay phải và tay trái, là một người vừa bơm vốn và một người vừa phát triển, là cùng là một người, thì tôi cho rằng lúc đấy lại rủi ro. Cái công cụ nào thì đều có cái hay của nó, nhưng mà vấn đề là chúng ta áp dụng thế nào và chúng ta kiểm soát như thế nào. Đây là một cái sự thỏa thuận dân sự thôi. Là ký quỹ bao nhiêu thì chúng ta chưa có khung luật, các cơ quan quản lý cũng lên vào cuộc nghiên cứu và chúng ta đưa ra một cái khung cơ bản để cho các bên thỏa thuận. Đối với ngân hàng thì hợp đồng ký quỹ là một hoạt động rất là bình thường, nhưng mà trong lĩnh vực bất động sản thì cách làm này vẫn còn khá là mới mẻ và chưa có bất cứ một cái quy định cụ thể nào. Với thực tế đặt ra hiện nay, khi mà ngày càng nhiều dự án bất động sản áp dụng hình thức hợp đồng ký quỹ thì có lẽ cũng là một cái vấn đề đặt ra để các cơ quan quản lý cân nhắc, và mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo quyền lợi cho những người mua nhà. Hơn một tháng nay, hàng loạt chủ khách sạn, nhà nghỉ tại Bà Rịa Vũng Tàu gặp